Vậy là một mùa Giáng sinh lại sắp đến Đà Lạt rồi. Đà Lạt á, thì có rất nhiều quán trang trí đẹp. Nhưng hôm nay Tấn sẽ dắt các bạn đi ăn một quán cà phê vừa trang trí đẹp mà nước và bánh đều rất là ngon luôn nha. Và quán hôm nay Tấn sẽ dắt các bạn đi đó là quán dưới tên Thông Già Coffee House nhé. Các bạn đi theo Google Maps là đến. Không gian thì có không gian trong nhà và không gian sân vườn nha. Sân vườn thì rất là thoáng mát, view rất là đẹp luôn nè. Quanh á, thì cây cối cũng khá là nhiều, rất là mát mẻ luôn. Trong không gian sân vườn á, thì có thêm một tiệm đồ sida, từ 80 đến 120 thôi. Đấy, không gian trong nhà mới gọi là thật sự là đỉnh nha mọi người. Rất rất là ấm cúng luôn. Decor, setup đều rất là chỉnh chu, rất là đẹp luôn nè mọi người. Bạn nữ mà chụp concept Noel đến đây chụp là bao đỉnh luôn á. Thôi liên thuyên nãy giờ thôi, còn bây giờ thì bạn về giá nước và đồ uống nha. Đồ uống dao động từ 45 đến 55 cành. Ra bên này có một tủ bánh đồng giá 45 cành nha. Ngoài ra hóa đơn trên 200k sẽ được tặng một món quà ấy. Phần bánh và phần nước của mình có thêm cái nến nữa nè, rất là lãng mạn luôn. Còn cho set muộn đồ ăn kèm nữa nè các bạn, rất là xinh luôn ha. Mình cũng không có nhớ tên bánh nữa mọi người, nhưng mà phần bánh trang trí rất là đẹp luôn nè. Hôm mình đây khá là may mắn thì bánh mới ra lò nên là bánh khá là nóng, ăn rất là ngon luôn. Bánh thì vỏ ngoài giòn rụt, bên trong thì mềm xốp, nước thì không có bị ngọt và rất là thơm mùi nước ép trái cây luôn. Từ chuối này nè mọi người, 100% từ chuối luôn á. Thôi Tấn Hiền nói vậy thôi, cho các bạn đến cảm nhận và cho Tấn Hiền feedback nha. Và sau đây là một số ảnh mình chụp được góc này nha. Bạn nào quen được Tấn Hiền là sướng lắm á. And every time he leave me loud, he always tell me he miss it. He wanna F-F-R-E-A-K-F-F-R-E.